Thực hư về câu chuyện cậu bé mèo với khả năng nhìn thấu màn đêm. Những người có khả năng đặc biệt có thể do quá trình luyện tập, nhưng cũng có những trường hợp là bẩm sinh, và khoa học thường đặc biệt quan tâm đến vấn đề này bởi những đột biến lạ ở con người sẽ giúp cho các nhà khoa học có thêm những thông tin hữu ích để tìm ra những năng lực mới của con người, hay đơn giản chỉ là có thêm cơ sở để điều trị cho những căn bệnh khó hiện nay. Báo chí Trung Quốc đã đưa tin về một cậu bé sở hữu đôi mắt giống với mắt mèo, có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm. Vào thời điểm đó, thông tin này đã trở thành tâm điểm của dư luận xã hội. Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra Nong Yu Hui và cho biết, cậu bé khi sinh ra đã mang triệu chứng rất hiếm gặp, được gọi là Leukoderma. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh bạch biến, nhưng trường hợp này không xảy ra ở ngoài da mà lại xuất hiện trên đôi mắt của bé Nong. Theo một số nhà khoa học, thì chính hiện tượng này giúp mắt cậu bé miễn nhiễm với tác động của ánh sáng mặt trời, đồng thời cho phép mắt có thể quan sát tường tận mọi vật trong bóng đêm. Một giáo viên đang dạy Nong thì tình cờ thấy được thứ ánh sáng xanh hiện ra từ đôi mắt của Nong, và hiện tượng này giống hệt với những gì chúng ta thấy ở mắt mèo khi có luồng sáng chiếu qua mắt chúng vào buổi tối. Sau đó, các chuyên gia về thị giác đã nghiên cứu kỹ hơn về đôi mắt kỳ lạ đó. Điều đầu tiên mà ông để ý là đôi mắt của bé Nong có màu xanh giống với người phương Tây hơn là màu mắt đen của người châu Á. Mắt của cậu bé Nong Yu Hui phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi mỗi khi cậu bé đi từ trong nhà ra ngoài trời nắng. Anh Nong Shihua, cha của cậu bé mắt mèo, chia sẻ rằng sau khi Nong chào đời được 2 tháng, mọi người đã nói có gì đó rất lạ thường về đôi mắt của Nong. Nhưng khi đi khám, bác sĩ chuẩn đoán rằng không có gì đáng lo ngại và mắt của Nong sẽ trở lại bình thường khi em lớn lên. Thế nhưng, đôi mắt của Nong vẫn còn nguyên vẹn khả năng đặc biệt. Chúng không gây tác động tiêu cực tới cơ thể của cậu bé. Mặc dù sở hữu đôi mắt khác người, nhưng Nong vẫn phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Cậu cũng tỏ ra rất lém đỉnh và hồn nhiên. Nong cho biết cậu rất hài lòng với khả năng đặc biệt của mình và điều này khiến cho Nong có thể làm được nhiều việc phi phàm. Khi đèn pin chiếu qua mắt, lập tức mắt của Nong Yu Hui đổi màu như mắt mèo. Hàng ngày, cậu bé Nong vẫn tới trường và chơi đùa cùng với bao bạn bè khác. Rồi đến một ngày, giáo viên tình cờ thấy được thứ ánh sáng xanh lạ lùng hiện ra từ đôi mắt Nong, giống hệt với những gì chúng ta thấy ở mắt mèo. Thầy giáo đã hỏi Nong rằng cậu bé có thể nhìn thấy trong bóng tối không, và Nong đã trả lời là có. Thông tin này lan truyền nhanh chóng, rất nhiều báo đài đã tới gặp Nong và thử khả năng nhìn xuyên đêm với đủ mọi thí nghiệm, từ đọc sách, chơi bài, nhận diện khuôn mặt. Nong hoàn thành xuất sắc mọi thử nghiệm, và từ đó mọi người gọi Nong là cậu bé mèo. Một sở thích đặc biệt khác của cậu bé mèo này là học và làm mọi việc trong bóng tối. Ánh sáng từ những bóng đèn điện khiến cậu bé không thích. Dần dần trong vài năm trở lại đây, mọi hoạt động của cậu bé gần như đều được diễn ra vào ban đêm. Thời gian đầu, gia đình rất lo lắng về việc Nong thường yêu cầu tắt đèn khi ăn tối, mặc dù cậu bé được cho là miễn nhiễm với ánh sáng. Khi được hỏi thì Nong cho biết, cháu không sợ mà chỉ là không thích ánh sáng từ đèn điện, cháu thích thú khi được làm mọi việc trong bóng đêm. Đối với cháu, việc học trong bóng tối sẽ dễ nhập tâm hơn. Như để chứng minh về khả năng đọc thông viết thạo của Nong, đã ngay lập tức chui vào trong góc nhà tối om, ngồi hí hoáy vài phút sau đó, mang ra cho đoàn phóng viên tới phỏng vấn cậu bé những dòng chữ nắn nót. Khi được hỏi về sở thích lạ này của cậu bé, thì gia đình cho biết Nong thường xuyên loay hoay trong bóng đêm mà chẳng khiến đồ đạc bị dịch chuyển hay đổ vỡ. Thời điểm mà cậu bé thích nhất trong ngày đó là vào buổi tối. Nong thường xuyên chạy ra những con đường tối hun hút để làm những việc cậu bé thích mà không bị gia đình cấm đoán. Anh Shihua cho biết thêm, khả năng tập trung khi học của Nong trong bóng đêm hơn hẳn vào ban ngày. Có thể chỉ mất một tiếng trong bóng đêm để Nong có thể lĩnh hội kiến thức, còn nếu học ban ngày thì sẽ khá vất vả bởi cậu bé khó tập trung khi trời quá sáng. Thành tích học tập của Nong được các giáo viên đánh giá rất cao, cậu bé có thể ghi nhớ rất nhanh những sự việc diễn ra trong bóng tối. Trò chơi tìm quân bài trong bóng đêm là một ví dụ. Nong có thể tìm và ghi nhớ vị trí của 52 quân bài như một chiếc máy tính đã được lập trình sẵn. Ngoài khả năng tư duy, các hoạt động liên quan đến thể chất của Nong cũng được đánh giá rất cao. Cậu bé rất nhanh nhẹn, hoạt bát khi tham gia các trò chơi vận động. Thậm chí, nhiều người còn nói vui rằng, khi xem Nong vui chơi cùng bạn bè, trông cậu bé đúng là một chú mèo trưởng thành. Hiện tượng lạ về đôi mắt của cậu bé Nong thực sự khiến cho giới khoa học quan tâm. Nhiều lời giải thích đã được đưa ra để lý giải cho hiện tượng kỳ bí này.
nhưng xem ra những lời giải đáp phù hợp nhất thì lại chưa có. Được biết, màu mắt được quy định bởi sắc tố. Nếu sắc tố đen hội tụ trong màng mắt càng nhiều thì màu mắt càng đen. Điều này có nghĩa là nếu có ít sắc tố, màu mắt sẽ nhạt hơn. Quá trình hình thành sắc tố trong mắt trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện, nên màu mắt của trẻ thay đổi thông thường là ở giai đoạn từ 1 tuổi trở lên. Nếu da của trẻ càng trắng thì màu mắt lại càng nhạt, thường là màu xanh thẫm hoặc màu nâu khi mới sinh ra. Sau khoảng 1 năm, màu này sẽ sẫm hơn. Nếu da bé màu đen, bé sẽ có thể có màu mắt đen ngay lúc sinh ra và sẽ giữ nguyên màu đó. Nhưng xem ra, quy luật thay đổi sắc tố này không đúng với trường hợp của nong, bởi màu mắt của cậu bé không hề thay đổi kể từ khi sinh ra. Một điều kỳ lạ cũng khiến cho các nhà khoa học cảm thấy khó lý giải. Khi đồng tử mắt của nong co giãn, không khác gì mắt mèo khi có ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào. Chính điều này đã khiến cho nong có khả năng nhìn rõ mọi vật trong bóng đêm. Đồng thời, khả năng nhìn xa và nhìn tập trung vào một điểm cũng xuất sắc không kém bất kỳ chú mèo nào. Tuy nhiên, có một điều lạ là nếu giống như mắt mèo thì khả năng nhận biết đủ 7 màu cơ bản của nong cũng sẽ rất hạn chế. Nhưng trên thực tế, nong lại có thể dễ dàng nhận biết được những màu sắc xung quanh mình như những đứa trẻ bình thường khác. Hiện tại, câu chuyện về cậu bé có đôi mắt mèo vẫn đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học Trung Quốc. Một trường hợp lạ khác về đôi mắt cũng khiến các nhà khoa học phải đau đầu, đó là Laura Castro đến từ Miami, Florida, Mỹ, có đôi mắt rắn có khả năng lạ lùng. Nó cho phép cô có thể nhìn xuyên qua cả gạch ốp tường hay kim loại. Khi sinh ra, Laura cũng có mắt nâu bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đến năm 10 tuổi, mắt của cô bé đổi sang màu trắng trong. Các nhà khoa học thừa nhận rằng cô bé có thể nhìn xuyên qua lớp bê tông dày hơn 10cm, nhìn xuyên qua két sắt, những tấm gỗ nhựa. Khi được kiểm tra thì người ta thấy mắt của Laura không có gì khác thường. Những trường hợp lạ như của nong và Laura được các nhà khoa học xem xét và nghiên cứu rất kỹ để tìm ra được câu trả lời thỏa đáng nhất. Những người có trí tưởng tượng thì lại cho rằng đây chính là những trường hợp đầu của một quá trình tiến hóa mới sẽ xảy ra đối với loài người trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!